Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là mình đang đứng ở địa điểm homestay A Đào. Địa chỉ là Phạm Chỉ, Đồng Văn, Bình Liêu, Quảng Ninh. Đây là homestay ở một vị trí rất là cao, rất là xa. Nơi đây là cái mốc biên giới nối liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây, các bạn nhìn xa xa kìa, là cái mốc biên giới, đường lên dốc biên giới. Đấy. Và cái homestay này là cũng là một trong những cái địa chỉ quen thuộc đối với các bạn tham gia đi phượt. Hiện tại thời tiết rất là gió và hôm nay là có bão sắp đổ bộ về. Thì hôm nay mình rảnh rỗi cùng anh em lên trên đây khám phá. Và xem đặc sản ở nơi đây có cái gì. Sau đây chúng ta sẽ cùng tham quan, ngó qua cái homestay này nhé. Đây là cái homestay của chúng ta. Đấy, homestay này cũng khá là đẹp. Nếu bạn nào muốn khám phá Đồng Văn, đi tham quan mốc biên giới, chúng ta có thể đến cái địa chỉ này, chúng ta nghỉ ăn uống rất là tiện nghi, giá cả thì cũng tương đối là rẻ, 200.000 một đêm. Này, chúng ta có thể xem cái khung cảnh xung quanh cũng rất là thơ mộng. Trên kia là đường lên biên giới, đường lên mốc biên giới. Các bạn có thể xem cảnh vật rất là hữu tình, thơ mộng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây chanh rừng. Cây chanh rừng có rất là nhiều công dụng. Ở trên Đồng Văn, Bình Liêu này thì cây chanh rừng rất là nhiều. Một đặc biệt nữa, ở trên Đồng Văn này có một cái loại hoa, đó là hoa sở, cũng rất là đẹp. Và hàng năm huyện Bình Liêu cũng tổ chức lễ hội hoa sở, các bạn có thể lên tham quan trải nghiệm. Hiện tại là mình đang cùng với ông anh đang đi xe máy lên mốc biên giới Bình Liêu. Đây là cái con đường mà mình vừa rồi mới chỉ cho các bạn biết. Các bạn thấy là đường rất là ngoằn ngoèo, khó đi. Xung quanh rất là nhiều cây. Hiện tại là thời tiết đang rất là gió và chuẩn bị có bão. Nhưng vì lý do là bão nên là anh em tôi muốn trải nghiệm xem trên đây sẽ như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, như là cái nhà nghỉ đây, đường đi rất là ngoằn ngoèo, rất là cao. Đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời dành cho các vượt thủ. Đấy, rất là gió. Hiện tại là thời tiết sắp sửa có bão nên là anh em chúng tôi là tranh thủ là chưa mưa và gió chưa to thì lên tham quan cái mốc biên giới. Ở đây cũng là lần đầu tiên anh em tôi lên trên đây để trải nghiệm. Vâng, ông anh phía trước là ông bạn hoạt động phượt thủ, cũng là một trong những phượt thủ của con đường này. Ngày hôm nay anh em rảnh rỗi lên thăm ông ấy. Các bạn nhìn thấy đây, rất là vùng vĩ và trời rất là gió to. Nhưng mà dù gió to như nào nhưng mà anh em tôi cũng phải cố gắng tham quan và khám phá xem ở đây như thế nào.
là gió. Cao rất là xa. Đường đi rất là ngoặt ngoèo, khó đi. Hiện tại là đang bão, vì thế mà gió rất là to. Với cái độ cao như này thì gió còn khủng khiếp hơn nữa. Trên này là đường lên. Vâng. Rồi các bạn có thể xem cái đường lên này. Đây. Cái bậc lên cái mốc rất là cao. 1327 mốc 1327. Rất là mệt. Wow. Hiện tại là tôi đã có mặt trên cái mốc lộ giới 1327. Vâng. Trên này khá là cao. Nối liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mốc 1327. Ở trên này chúng ta có thể quan sát được rất là xa. Đây là đường Trung Quốc à. Đường biên giới Trung Quốc. Các bạn có thể thấy hòn đá. Các bạn check in. Gió rất là mạnh. Hôm nay mưa bão. Và anh em tôi vẫn lên trên đây. Đây các bạn có thể xem, đây là biên giới Việt Nam, Bình Liêu, Đồng Văn, rất là cao. Và hiện tượng trên là rất là gió, sắp sửa bão nên là gió rất là to. Trung Quốc. Vâng, đây là mốc lộ giới 1326. Còn ở phía trên kia là mốc 1327. Đây các bạn thấy. Vâng, bên kia là Trung Quốc à. Đây. Đây, Trung Quốc ở bên kia kìa. Nếu mà các bạn có dịp thì hãy lên đây khám phá. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hai món gà và đây là món cá suối treo đặc sản ở Bình Liêu. Rất là ngon, gà đúng chuẩn gà đồi nhé.